Phương Oanh bức xúc mắng người mẫu hoa hậu đi khách nghìn đô, không chịu khổ, thích hưởng thụ. Phương Oanh không giấu được sự bức xúc vì bị quy chụp một cách vô căn cứ. Những năm gần đây, bê bối người mẫu, diễn viên, hoa hậu đi khách là vấn nạn tiêu cực trong giới giải trí. Không chỉ vi phạm pháp luật, việc làm này còn ảnh hưởng đến tư cách đạo đức, mất đi giá trị nhân văn của một người nghệ sĩ. Sau khi đường dây đi khách của Tú Ông Lục Triều Vĩ bị triệt phá cách đây 2 năm, mở rộng hồ sơ điều tra, ngày 25 tháng 8, cơ quan chức năng tiếp tục bắt quả tang hai chân dài TH và TT đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn cao cấp. Công chúng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xử lý nghiêm những ngôi sao vi phạm bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Đang là cái tên gây bão mạng xã hội vì chuyện hẹn hò với đại gia ngành công nghệ sát Nguyễn Hòa Bình. Vì vậy, mọi nhất cử nhất động của Phương Oanh đều nằm trong tầm ngắm của khán giả. Mới đây, phát ngôn của Phương Oanh về chủ đề nhức nhối trên được nhiều người đặc biệt quan tâm. Cụ thể, nữ chính phim Thương vị tình thân cho biết bản thân cô là người trong giới showbiz nên rất quen với điều tiếng. Tuy nhiên, Phương Oanh cho rằng công chúng quá vội vàng khi đánh đồng những nghệ sĩ chân chính với một số hiện tượng tiêu cực. Vì những con sau đó mà làm ảnh hưởng đến những người hoạt động chân chính khác, bởi vì rất nhiều người có tư duy như vậy, đó là những tư duy rất là xấu xa. Xác định vào để gắn mác người mẫu, hoa hậu, diễn viên để đạt được những mục đích của họ, bởi vì họ không chịu khổ được nhưng lại thích hưởng thụ, đi làm phim một tí là kêu trời đất lên. Nói về chiêu trò của những chân dài lười biếng, Quỳnh Búp Bê khẳng định những cô gái này đã vẽ ra một cái danh, có thể bằng tiền, thậm chí là mối quan hệ rồi dùng cái danh này để nâng giá. Mục đích của họ là như vậy, mục tiêu rõ ràng chắc chắn những con sau đấy làm ảnh hưởng một nồi canh. Thẳng thừng tuyên bố, Phương Oanh cho biết những cô gái này không cùng tần số và sẽ chủ động tránh xa khỏi cuộc sống của mình. Trước việc bị gán ghép đánh đồng và lùm xùm đi khách nghìn đô, bạn gái Sắc Bình không giấu được sự bất bình. Bản thân Oanh vô cùng bất mãn vì Oanh cũng từng nhận về những thông tin tiêu cực như vậy. Mỗi một lần như thế cảm giác rất ức, bởi vì có những người như vậy, họ dựng lên những cái mác. Này đi quay một tí, bỏ tiền quay cái kia một tí là trở thành diễn viên, bỏ tiền ra xuất hiện chỗ này chỗ kia rồi gắn mác người mẫu hoa hậu để làm những cái việc như thế. Phanh phui ra mọi người có thể hiểu như vậy, nhưng vô hình chung mọi người vơ hết cả nắm. Được biết, chia sẻ này của Phương Oanh vào thời điểm còn độc thân nên những hình ảnh đi du lịch ăn mặc sang chảnh bị đánh đồng một cách thiếu căn cứ. Những lúc như vậy, Phương Oanh mong khán giả có góc nhìn công tâm hơn. Chẳng lẽ bây giờ ngày nào đi quay bị say xước, bị cắt thứ thì quay những hình ảnh xấu xí đấy lên cho mọi người thấy hả? Những lúc mồ hôi, ngồi vật vã ngoài đường, trầy trượt, quần áo tè tua bẩn thỉu, kể khổ để làm gì, để lấy sự thương hại à? Nhưng mà mọi người không nhìn thấy, không nói ra, không chia sẻ, không có nghĩa là tôi không trải qua hết. Tại sao lại đánh đồng cho chúng tôi những cái như thế? Quá là bất công luôn. Không chỉ Phương Oanh mà rất nhiều những nghệ sĩ phải tốn nhiều tâm sức, những đêm trằn trọc suy nghĩ cần phải làm gì để tạo dấu ấn, để làm tốt cho cương vị mình đang làm. Phương Oanh bức xúc nói. Trước khi dính vào lùm xùm tình ái, Phương Oanh là cái tên quen mặt của vũ trụ điện ảnh VTV. Cô để lại nhiều ấn tượng qua các bộ phim như Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Cô Gái Nhà Người Ta, Hương Vị Tình Thân. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Phương Oanh còn lớn sân sang lĩnh vực kinh doanh và gặt hái nhiều thành công. Ở tuổi U30, chân dài đã sở hữu biệt thự, xế hộp cùng bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ. Tôi đang sợ đàn ông, đặc biệt là rất sợ đại gia, sau khi trải nghiệm cuộc sống cũng như là những biến cố xảy ra với mình. Hiện tại, tôi đang rất e ngại và sợ trước những người đàn ông giàu có. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu người yêu tiếp theo của tôi có phải là đại gia không? Chẳng qua không phải là tôi chọn đại gia để yêu. Như tất cả mọi người bình thường, khi duyên đến thì mình nhận, hết duyên thì đừng ai nấy đi, Phương Oanh từng nói.